Dạ, hi, hello mọi người. Bây giờ là cũng đã 1:30 chiều. Kết thúc chặng đường hơn 5 ngày vật lộn của anh em giữa cái nắng nóng và cái gió khô hanh, toàn cát và bụi. Thì tới bây giờ hiện tại ở cái farm này, farm quy mô rất là lớn, với diện tích tới 90 hectare là ở đây người ta trồng cây để lấy tinh dầu. Tôi thấy mình biết thì ở Việt Nam người ta dùng tinh dầu này thì trong cái dầu ở đâu rất là nhiều. Thì nói là tinh dầu đây cũng là một cái dự án mà triển khai trên cái sa mạc Negev. Thì chính ở đây những kỹ sư đến từ cái Mosab Carabania nên tiện thể cho nên lấy sinh viên ở đây với hơn sự tham gia của cuộc sống của sinh viên. Nên năm ngày vừa rồi công việc cũng đã được hơn 2/3 rồi. Về Ả Rập về tôi muốn trở lại với trường học, trở lại với farm, kết thúc những ngày bụi bặm và nắng nóng. Sơ qua mặt của mình hay là mặt của bạn mình thì mấy bạn cũng thấy thì đi đi trông thấy là chắc chắn rồi. Ok, nói dù sao thì nhìn thấy đây cũng là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Dù ban đầu ai cũng tưởng ăn dưa bỡ, đó là tưởng là ngày hôm nay là đợt này là tụi mình sẽ đi trồng rừng. Nghe nói cũng là một dự án hợp tác giữa Việt Nam với Israel. Ok. Thôi. See you next time. Bye. Cái đoạn của em.